người đang bị đau bên phía Đà Nẵng là Hà Đức Chinh. Sau trận thua trước câu lạc bộ Hải Phòng ngay trên sân nhà, Hòa Xuân với tỷ số 0-1. Trong khi đó thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã lọt vào vòng bán kết của giải đấu này. Ở vòng bán kết của quốc gia mùa giải 2019, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã để thua trước câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 0-3. Có thể sẽ là một cú sút xa của Ngô Hoàng Thịnh. Đá tương đối tốt. Không vào. Sau cú đá có uy lực của Ngô Hoàng Thịnh, pha xử lý của Nguyễn Tuấn Mạnh là không đủ gọn gàng. Có tới hai cầu thủ áo đỏ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh băng vào để thực hiện tình huống đá bồi. Nhưng đáng tiếc là bóng lại không đi vào khung thành của Đà Nẵng. Võ Huy Toàn là một trong hai cầu thủ đã băng vào. Để giành lại quyền chủ động cho FC Đà Nẵng. Đường chuyền tiếp theo lại là của Thanh Hải và lại có lỗi việt vị. Với pha quay chậm vừa rồi thì chúng ta đã có thể nhìn thấy rõ hơn. Thanh Hải là người vừa cướp bóng. Đặng Anh Tuấn. Anh Tuấn. Trần Đình Hoàng. Không kịp. Cú chạm bóng để loại bỏ hậu vừa vệ đối phương của Đình Hoàng là tương đối hay, nhưng nó cũng là cú chạm bóng tương đối dài khiến cho khoảng sân còn lại không đủ để cho Trần Đình Hoàng có thể tiếp tục được lợi thế. Và ở đoạn cuối của pha bóng vừa rồi thì Đình Hoàng đã va chạm rất mạnh với Yakite. Pha bóng có phần bất lợi cho hậu vệ của FC Đà Nẵng, nhưng rất may là người chạm bóng là Đức Thuận. Đánh đầu. Tuấn Mạnh vừa băng ra. Vừa có một tình huống đá bồi của Ngô Hoàng Thịnh nhưng không qua được các hậu vệ FC Đà Nẵng. Và hiệp 1 của trận đấu cũng đã khép lại. Cả mình lẫn FC Đà Nẵng đều không thể tạo ra được những tình huống được gọi là sức ép. Đường chuyền của Akinade. Tanda. Ôi! Cú đá không thật trúng tầm bóng, có lẽ là của Đặng Anh Tuấn. Đó là bóng đáng kể đầu tiên của đội khách FC Đà Nẵng trong trận đấu này. Và Minh Tâm khá đi. Đường chuyền vào. Đà Kỳ Tê là người đã cản phá. Chúng ta cùng xem lại pha bóng trước đó mà Tanda thực hiện quả tạt từ cánh trái. Góc sút không quá lớn nhưng không phải là không có cơ hội dành cho Đặng Anh Tuấn. Mặc dù vậy thì tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất cho câu lạc bộ FC Đà Nẵng ở mùa giải 2019 lại có những tiếp bóng có thể nói là thiếu tự tin. Tài Lộc vẫn còn. Hải. Quả chuyền vào. Zielik. Quá chật chội. Hòa Bình Tân xử lý rất khéo léo. Tiếp tục là sức ép thuộc về cầu thủ Đà Nẵng. Thanh Hải. Bóng đã bên ngoài sân. Một loạt những tình huống dồn ép đáng kể của đội khách FC Đà Nẵng. Họ cũng đã có những cú dứt điểm. Phi Sơn khá nguy hiểm. Quả chuyền bóng sở trường của Phi Sơn
bóng đi cong hình quả chuối, thực sự là một áp lực lớn đối với các cầu thủ phòng ngự. Trong khi vừa rồi thì Đình Hoàng đã chọn vị trí tốt và giải quyết gọn gẽ và bóng thủ của mình. Phạm Văn Thành ở tình thế của cầu thủ uy hiếp nhưng không chiếm chỗ tốt, rất nguy hiểm. Bóng sóng gió tiếp theo được tạo ra bởi đội chủ nhà, bóng cắt ngang mặt thành sau quả đá phạt góc của Công Phượng. Hoàng Minh Tâm, nó hoàn toàn có thể là một cú sút bóng của Minh Tâm nhưng bóng không đi đủ uy lực. Cú sút nguy hiểm. Yakite vừa giải nguy gần như ngay trên vạch phối cuối sân, rất sát với khung thành. Tất nhiên là cơ hội giải nguy vẫn còn rất nhiều. Chỉ là hai trận đấu, Xuân Nam đã có được 3 bàn thắng cho câu lạc bộ đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia. Không được. Một lần nữa Diakite lại là người hóa giải được tình huống tấn công của đối khách. Vòng tốc độ trích bên phía bên phải vừa rồi là của Akinade Ismail. Đường chuyền của Công Thành khá nguy hiểm. Bóng vừa chạm đầu của Xuân Nam. Đường chuyền của Hoàng Thịnh. Lỗi của Công Vượng. Vàng là chính xác. Tốt nhiệm vụ của mình và họ đã giữ sạch lưới Akinade và Bùi Tiến Dũng. Rất chính xác. Như vậy là Tiến Dũng đã thắng trong cuộc đối mặt với Akinade Ismail. Phản xạ rất tốt. Đúng là sở trường. Quả đầu tiên cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh là đội trưởng Đỗ Văn Thuận. Đỗ Văn Thuận và Tuấn Mạnh. Văn Thuận đã đánh lừa được thủ môn đối phương. Tỷ số là 1-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cú đá chuẩn mực của Minh Tâm đã đánh bại được Bùi Tiến Dũng. Lực đá của Minh Tâm là đủ tốt. Tầm bóng cao và Tiến Dũng mặc dù cũng đã nhoài người theo đúng hướng bóng nhưng không kịp. Tỷ số được cân bằng 1-1. Công Phượng và Tuấn Mạnh. Vẫn có bàn thắng cho Công Phượng. Cú đá chìm của Công Phượng ở một tầm mà Tuấn Mạnh hoàn toàn có thể cản phá được. Nhưng đáng tiếc là cú đổ người của Tuấn Mạnh lại không đủ chặt chẽ để có thể chiến thắng trong tình huống đối mặt với Công Phượng. Rất tiếc cho Tuấn Mạnh. Đá quá cao của Jelic
tình huống hỏng ăn thứ hai của SV Đà Nẵng. Lực rất mạnh nhưng độ chuẩn xác thì không đầy đủ. Rất đơn giản, Trung Quốc đánh lừa được Tuấn Mạnh. 3-1 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng 1/8 của Cúp Quốc gia mùa giải năm ngoái thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân hàng đấy cũng đã thắng câu lạc bộ Viettel ở những quả đá luân lưu. Cú đá tiếp theo của Đình Hoàng bên phía SV Đà Nẵng đã chính xác, cho dù hướng sút cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của Tiến Dũng. Một tình huống để tụt phía dưới thân người tương đối giống với tình huống để thua trước đó của Tuấn Mạnh. Diakite và Tuấn Mạnh không vào. Cú đá vào giữa khung thành của Diakite đã bị ngăn lại bởi Tuấn Mạnh. Pha cản phá bằng chân của Tuấn Mạnh. Tỷ số vẫn là 3-2 nghiêng về phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cú đá cuối cùng trong loạt 5 quả đầu tiên của đội Đà Nẵng thuộc về Thanh Hải. Thanh Hải buộc phải thành công. Không vào! Tiến Dũng đã thắng trong tình huống đối mặt với Thanh Hải và khiến cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành quyền đi tiếp bằng tỷ số 3-2 ở những loạt đá luân lưu. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không cần phải thực hiện quả đá cuối cùng của loạt 5 quả đầu tiên. Sự đóng góp rất kịp thời, rất xuất sắc của Bùi Tiến Dũng trong những loạt đá luân lưu. Vẫn chỉ là những tình huống xử lý bằng phản xạ thôi, nhưng rõ ràng là Tiến Dũng đã chơi đủ tốt với hai pha cản phá chính xác, đồng thời đem đến một tình huống đá hỏng của Zelic để giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua SV Đà Nẵng ở những loạt đá luân lưu 11m trong trận đấu tại vòng 1/8 Cúp bóng đá quốc gia Bamboo Airways mùa giải 2020.